Chương 737 Trước cơn bão tố phần 4 Đôi cánh bướm sao động có thể dẫn tới gió lốc tạo ra sự thay đổi lớn trên diện rộng. Nó được gọi là hiệu ứng cánh bướm. Một con bồ câu xuyên qua màn đêm, đậu xuống vai nàng cũng khiến cho tâm lý của nàng và môi trường xung quanh nàng thay đổi. Nàng gọi nó là hiệu ứng chim bồ câu. Đợi Bức thư tay chỉ có một chữ kia sớm đã bị nàng xé vụn. Một chữ đơn giản, nàng không biết mình đã mở nó ra đọc bao nhiêu lần. Thật ra nàng hiểu rõ, chỉ có một chữ là do hắn không dám viết quá nhiều. Không dám viết quá nhiều là vì sự an toàn của nàng. Nhưng một chữ đợi cũng đã cứa nát trái tim nàng rồi. Thất tiểu thư, người có gì muốn nói với xa không? Giáp nhất nhận ra sự khác thường của nàng, đứng cạnh nàng hỏi. Hạ dơ thất không quay đầu lại, chỉ nhìn chăm chăm và tiểu mã, vừa ra ngoài làm một vòng vận động đôi cánh đến thất thần. Tiểu mã, được ra ngoài bay lượn như thế, có phải là thoải mái hơn nhiều không? Nàng hỏi. Cúc cu, cúc cu, tiểu mã rũ đôi cánh nhuốm màn đêm của nó, mổ vào lòng bàn tay nàng, Lòng bàn tay ngứa ngứa khiến nàng cong môi cười, rồi cúi đầu vuốt ve đôi cánh của nó. Tiểu mã, người có thể bay bao xa? Cúc cu, tiểu mã lại một lần nữa nói chuyện. Chỉ tiếc là nàng không hiểu ngôn ngữ của nó, thật sự đáng tiếc. Thất tiểu thư, giáp nhất nhìn nàng rất lâu, trao mày hơi dịch chuyển một chút, cơ thể áp sát vào bệ cửa sổ tóm lấy tiểu mã trong tay nàng, một lần nữa nghiêm mặt nói với nàng. Người có chuyện gì đừng giấu trong lòng, nếu có chuyện gì muốn nói với ta, ta có thể sắp xếp, truyền đạt lại cho ra. Về việc này hạ sơ thất biết rõ, nàng vẫn luôn biết giáp nhất có con đường liên lạc với triệu tôn, nhưng từ lúc triệu tôn rời đi, suốt bốn tháng qua nàng chưa từng liên lạc với hắn lần nào. Không hành động sẽ không có sai sót. Một khi hành động thì sai sót sẽ bại lộ hết, nói không chừng còn thua cả ván cờ. Trong lòng nàng hiểu rõ hơn ai hết đạo lý đơn giản này. Nhưng bây giờ, đã gần tới tháng chạp, ngày cưới của nàng càng lúc càng tới gần. Nàng thật sự thấy không thể chờ thêm được nữa. Hài, giáp nhất thấy nàng không động đậy, thở dài một câu. Người nghỉ trước đi, ta ra ngoài đây hôm nay là ngày rằm ánh trăng qua cửa sổ chiếu vào trong rất sáng nhưng đến tận khi hạ sơ thất nhìn thấy cánh môi giáp nhất động đậy rất rõ ràng thì mới phản ứng lại khẽ gọi giật hắn lại ông chủ giáp chờ một chút giáp nhất đứng lại chỉ nhìn nàng không nói gì hạ sơ thất nhìn hắn ta cũng không nói gì ánh trăng bên ngoài cửa sổ phủ lên lồng bồ câu rơi trên mặt nàng cũng rơi trên mặt giáp nhất nhưng trăng sáng như thế Còn không hiểu được lòng người Nàng nghĩ không biết ánh sáng của nó Giải khắp bầu trời mặt đất này Liệu có thể chứng kiến được bao nhiêu chuyện xưa Thất tiểu thư có dặn dò Người nói đi Giáp nhất trao mày lại Hỏi một lần nữa Hạ sơ thất nhìn hắn ta chằm chằm Nhưng nàng lại không nghe thấy hắn ta nói gì Trong tai nàng chỉ có những tiếng vắng ngựa nam cương. Hạ sở, giáp nhất không chịu nổi khi thấy nàng như vậy nghiến răng gọi thẳng tên nàng bước lớn tới gần bên cạnh nàng túm chặt lấy vai của nàng ép nàng ngẩng đầu đối mặt với mình mắt hắn ta nhìn thẳng vào mắt nàng rốt cuộc ngươi làm sao thế không sao nàng nuốt nước bọt trên mặt nở nụ cười hắn ta than thở sao hắn lại không biết nàng đang lo lắng điều gì chứ Ngươi không cần lo lắng Cho dù ra không về kịp Cũng còn có ta Không Ngươi nghĩ sai rồi Không phải ta để ý cái này Ta vốn phải gả đi Cho dù chàng ấy có về hay không Hạ sơ thất cười rồi đẩy tay hắn ta ra Đi thẳng vào phòng Ôm lấy một chồng quần áo xếp gọn ghẽ Đó là quần áo mùa đông mấy ngày nay Nàng chuẩn bị cho triệu tôn Nhìn giáp nhất không động đậy Nàng khẽ cười nói lúc chàng đi là vào mùa hè mang đi toàn quần áo mỏng bây giờ phía nam cũng lạnh rồi quần áo của chàng e là không đủ để mặc người đem ít quần áo mùa đông này cưỡi ngựa nhanh đưa qua là được giáp nhất nhận lấy quần áo ôm vào lòng khó hiểu không thôi chỉ mang quần áo thôi ư ừm một tiếng nàng khẽ cười không gửi thư từ gì sao Giáp nhất chần trừ một chút rồi lại hỏi. Hạ sơ thất nghĩ một lúc, không đáp lời, đi thẳng tới bàn sách gần đó. Sắn cao tay áo, lấy bút lông, chấm vào mực rồi viết lên giấy. Thần sắc chăm chú sáng vẻ cực kỳ nhập tâm. Giáp nhất nhìn nàng, im lặng không nói gì. Yên lặng một thời gian, một trận gió nhẹ thổi qua cửa sổ, lùa qua mái tóc dài rối tung và cuốn tà áo nàng hơi bay lên giải lụa theo song phượng ngậm trâu trên eo nàng cũng khẽ tung bay lên còn nàng giống như nàng tiên trong tranh vô cùng xinh đẹp không cần phiền phước dùng bồ câu đưa thư là được rồi nàng viết xong liền quay đầu nhìn giáp nhất mỉm cười đưa tờ giấy với nét chữ còn chưa khô mực tới khỏe miệng cong lên cười lạnh lùng sắc bén như băng không có nửa phần ấm áp nhưng dung mạo lại nghiêng thành Giáp nhất thấy nàng như thế thì sửng sốt, quên cả đưa tay ra nhận lấy. Nàng nhướng mày. Nhìn cái gì? Không có gì. Giáp nhất dụ mắt xuống khẽ nói. Từ bao giờ mà ngươi lại xinh đẹp như thế chứ nhỉ? Giờ ngươi mới phát hiện ra sao? Bình thường mắt để ở sau gáy à? Hạ sơ thất khẽ trêu đùa một câu, nhìn hắn ta nhận lá thư xong định quay người rời đi, đột nhiên nàng chạy vút qua, giơ tay ra chặn người lại, cười như không cười nhướng mày. Ông chủ giáp, lúc nào ngươi mới chịu nói với ta chuyện của ngươi? Ta có chuyện gì chứ? Sang mặt giáp nhất hơi sầm xuống. Có phải ta đã gặp ngươi ở đâu rồi không? Tại sao lại quen mặt như vậy? Vấn đề này nàng đã lặp lại 108 lần rồi. Giáp nhất không khỏi giật cánh môi, lắc đầu bất lực tay cầm thư giơ lên nói một câu ta đi đưa thư đã rồi đi về phía lồng chim bồ câu bên cửa sổ đưa cho tiểu mã đi nhìn hắn ta nhét thư vào ống giấy hạ sơ thất đột nhiên dặn dò giáp nhất quay đầu khó hiểu hỏi nàng tại sao nhất định phải là tiểu mã hạ sơ thất nhìn khuôn mặt rắn giỏi của hắn ta khẽ cười không biết nghĩ tới chuyện gì mà nét mặt sán lạn như giữa mùa xuân. Lần trước, đại mã đưa nhầm thư, lần này mà nói nhầm nữa, triệu thập cửu nhất định sẽ bắt nó đem đi hầm canh. Nhìn hai mắt đen láy sâu thẳm của nàng, không giấu nổi sự nhớ nhung, giáp nhất khẽ nói được, rồi quay lưng lại với nàng. Trong khoảnh khắc nhét lá thư vào ống, hắn ta liếc nhìn dòng chữ viết trên giấy. Tình thâm tương tư khổ, bão bệnh tháp thương độ, tuế nguyệt trường, y thường bạc, nhĩ trân trọng. Tạm dịch Tình sâu buồn khổ vì nhớ nhung, ôm bệnh ở trên giường, năm tháng dài quần áo mỏng, chàng bảo trọng. Chấp mắt một cái đã tới tháng Chạp, năm Hồng Thái thứ 27. Vào tháng Chạp, trong kinh sư đã có không khí của ngày Tết, các cửa hàng cam múa, rượu trà, quần áo trang sức bánh ngọt trong kinh sư đều lần lượt răng đèn kết hoa, treo đèn lồng. Trong phố dài ngõ sâu, thỉnh thoảng còn nghe thấy một hai tiếng pháo nổ vui mừng. Bách tính đều đang bận rộn, chuẩn bị chào đón giờ khác giao thừa mỗi năm một lần. Tháng chạp tới rồi, ngày đại hôn của đế hậu càng lúc càng tới gần hơn. Nhưng vào lúc này, tin tức chiến sự ở phía nam của Tấn Vương vẫn cứ liên tục truyền tới. Nghe nói, ngày 15 tháng 11 năm Hồng Thái thứ 27, đại quân của Tấn Vương tiến vào Mạch Liên Tư. Sau gần 10 ngày giao chiến với Thổ Tư, vào ngày 25 tháng 11 đã đánh thắng được tới Nguyên Giang. Trận đánh ở Nguyên Giang, Tấn Vương đại thắng. Vua nước phía Nam đích thân đôn đốc tác chiến, bị bắt khiến cho bốn phương xôn xao. Tấn Vương một đường đánh thẳng xuống phía Nam, Ý đồ bỏ qua Una mà tấn công phía Nam càng rõ ràng hơn, đã chiếm được vô số thành trì ở biên giới nước phía Nam. Nhưng không ai ngờ được rằng, đúng lúc này Trần Cảnh sớm đã mang theo một phần lớn quân Nam Trinh chủ lực. Men theo bờ Tây Sông Lan Thương, tiến thẳng vào Ma Nhi Khám, tập kích bất ngờ trụ sở Hổ Giáo, vương nước Una. Sau 7 ngày 7 đêm huyết chiến, Una bại trận, chạy khỏi Ma Nhi Khám, Hổ Giáo vương chết. Thế mới biết thực ra đại bộ phận quân Nam Trinh chủ lực đã ở trong tay Trần Cảnh rồi. Tấn Vương chỉ có cánh quân tiên phong của Yến Nhị Quỷ dẫn một cánh quân nhỏ tiến vào nước phía Nam có thể làm gì chứ? Trong chiều, một đám đại thần suốt ngày chỉ biết lý luận xuông lại bắt đầu lo nước, lo dân, lo chiến tranh. Nhưng Triệu Miên chạy lại, dùng người không nghi ngờ, nghi ngờ sẽ không dùng. Sau khi nói đùa một hồi, liền quả quyết nhất định sẽ không can dự vào việc tác chiến của đại tướng quân vương hay chỉ trích gì cả. Nhưng thám tử của hắn ta lại càng hoạt động thường xuyên âm thầm hơn. Những vị công thần có kinh nghiệm đều ngửi thấy có mùi khói thuốc súng trong không khí. Theo ngày đại hôn của đế hậu mỗi lúc một tới gần, mùi vị này cũng càng lúc càng nồng hơn. Mùng 5 tháng chạp, sứ giả nguyên tiểu công gia trước đó lên đường tới Bắc Địch, hòa thân đã về kinh sư. Thứ mà hắn ta mang về, ngoài của hồi môn hậu hĩnh mà hoàng đế Bắc Địch chuẩn bị cho Ô Nhân công chúa ra, còn có thư tay dĩ hòa vi quý tự viết của hoàng đế Bắc Địch gửi cho Triệu Miên Trạch. Có thể nhìn ra, Bắc Địch cực kỳ coi trọng hôn sự giữa Ô Nhân Tiêu Tiêu và Tấn Vương Triệu Tôn. Thậm chí còn có người nói, cuộc liên hôn này chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Bắc Địch và Nam Yến, dù chưa làm đồng minh thì cũng không đánh nhau nhưng chân tướng rốt cuộc là thế nào không ai biết được. Chỉ biết, xét từ góc độ thời gian mà nói, cho dù của hồi môn của ô nhân công chúa có hậu hĩnh ra sao, rốt cuộc, hai nước coi trọng chuyện này nhiều đến mức nào, nhưng chiến tranh biên giới phía nam chưa kết thúc, thì tân lang tấn vương, dù có mọc cánh, bay cũng không thể về kịp ngày đại hôn. mùng năm tháng chạp là ngày đại chiều. Trên điện Phụng Thiên trang trọng, sau khi quần thần tiến hành thảo luận các vấn đề gần đây xong, còn trưa bãi chiều, hữu thị lang Lan Tử ăn của lễ bộ đột nhiên tiến lên phía trước bẩm báo. Bệ hạ, lễ bộ đã chuẩn bị nhiều ngày cho hôn lễ của Tấn Vương, nhưng với tình hình như bây giờ, e là Tấn Vương không thể về kinh đúng hạn. Chuyện này, thần sợ là có cần lui hôn lễ của Tấn Vương lại không? Các công thần đã để chuyện này trong bụng từ rất lâu rồi, thấy Lan Tử An hỏi cũng đều nhao nhao lên hỏi triệu miên trạch. Nhưng Triệu Miên Trạch không nói gì, im lặng một lát rồi lại đá quả bóng về phía bọn họ. Theo ý của chúng công thần thì sao? Từ mạc bác trở về nghỉ ngơi được vài hôm, hôm nay là lần đầu tiên Nguyên Hữu lên chiều. Còn chưa hết bụi bặm mệt mỏi, hắn ta nhìn trái nhìn phải, không thấy ai nói gì. Trong lòng rốt cuộc cũng không nhịn được, bước lên trước hai bước, chắp tay vái rồi đáp lời. Bệ hạ, hôn nhân đại sự không phải chuyện đùa. Thần cho rằng hiện tại Tấn Vương đang chinh chiến bên ngoài. Hôn lễ nên được lùi lại, chờ ngày ấy thắng trận trở về rồi tổ chức. Triệu Miên Trạch trầm tư nhìn hắn ta, ngón tay xoa chân long ỉ một chốc, mỉm cười. Nguyên Ái Khanh nói có lý, nhưng hôn lễ đã định, lùi lại e là không may. Hơn nữa, bác địch xem trọng hôn lễ này như vậy. Nếu Đại Yến đơn phương lùi ngày, thì có vẻ không kính trọng với bác địch. Ngoài ra, Thái tử Bắc Địch lưu lại kinh sư cũng là vì chờ được uống chắn rượu mừng. Nếu như lùi ngày cũng sẽ dẫn tới nhiều phỏng đoán. Thật sự là không có lợi cho sự yên ổn của quốc gia. Không lành, không kính trọng, không có lợi. Một lúc liền ba chữ không, lời của hắn ta vừa có sự mềm mỏng, lại vừa có sự cứng rắn. Nhưng một chuyện hỏng có thể kéo theo sự yên ổn quốc gia được sao? Nguyên tiểu công gia không đồng tình hắn ta cười lạnh trong lòng, ngoài miệng càng thiếu cung kính. Vậy theo ý của bệ hạ, như thế nào mới tốt? Trước giờ hắn ta luôn bướng bỉnh, không chịu khuất phục, nói năng cũng không khéo léo. Trước mặt các quan thần, thấy triệu miên trạch không trả lời thì lại chất vấn một đợt nữa. Chẳng lẽ bệ hạ muốn hạ chỉ gọi tấn vương trở về, để bái đường thành thân trước, rồi lại quay về đánh Una hay sao? Ha! Cho dù có hạ chỉ, e là cũng không kịp nữa rồi. Hơn nữa, chẳng lẽ Đặc Una sẽ chờ chúng ta uống xong rượu mừng rồi mới đánh ư? Giọng của hắn ta càng về sau càng cao hơn. Mọi người trong điện liếc nhìn hắn ta và chịu miên chạy, sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng hoàng đế ngồi trên ghế cao kia, chỉ miếm chặt môi, im lặng một chốc rồi chợt cười. Sự lo lắng của Nguyên Ái Khanh là đúng. Chuyện này chậm đã có cách. Không biết chư vị khanh gia từng có nghe qua phong tục cưới hỏi dân gian chưa? Nếu tân lang không kịp về bái đường, có thể dùng gà trống để thay thế. Gà trống có thể mang may mắn, tránh điều hung, đó là đại cát, ta cũng định làm như thế. Lời hắn ta vừa nói ra, người trong điện chỉ hít vào một hơi lạnh rồi lại im phăng phát. Đại hôn của Tấn Vương dùng gà trống để thay thế quá hoang đường rồi. Nhưng hắn ta là hoàng đế Hắn ta đã nói gà trống là đại cát Thì ai còn dám nói là điểm không may chứ Lúc này Trong điện yên tĩnh tới mức Có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi Mọi người quý đầu thấp Không biết nên phản ứng thế nào Không khí xấu hổ kéo dài một lát Không ai ngờ được là nguyên hữu Lại một lần nữa hử lạnh Cười như không cười nói một câu Dùng gà trống thay thế tấn vương Bái đường Thì còn ra cái thể thống gì chứ nếu bệ hạ không muốn hoãn, vậy thần cũng có một cách hay hơn. Ai cũng biết thần và Tấn Vương trước giờ thân thiết, lại là bậc con cháu của Tấn Vương. Để biểu thị sự tôn trọng với bác địch, chi bằng đại thần, đại diện thúc ấy bái đường được chứ? Nguyên hữu đưa ra lời thỉnh cầu hoang đường như vậy, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Nhưng triệu miên trạch lại đồng ý, yêu cầu hoang đường ấy, càng khiến người khác khó hiểu hơn. Sau khi bàn bạc một hồi, các quan thần nối đuôi nhau đi ra khỏi điện Phụng Thiên. Dưới ánh mắt chăm chú đầy trêu tức của Nguyên Hữu, Triệu Miên Trạch dảo bước đi thẳng về ngự thư phòng. Vừa mới vào phòng, thần sắc hắn ta thay đổi, tiện tay gắn nhân mực trên bàn xuống đất, rồi mới loạn choạng ngồi lên chiếc ghế làm bằng gỗ tử đàn. Gọi Tiêu Ngọc tới đây. Hà Thừa An đáp lời rồi đi, không bao lâu sau, Tiêu Ngọc lách mình đi vào. Mài mực, Triệu Miên Trạch ngồi trên ghế, giọng nói cực kỳ mệt mỏi. Tiêu Ngọc đứng trước ngự án, không hiểu chuyện gì, liếc nhìn sắc mặt hoàng đế. Hà Thừa An cũng thận trọng, nhặt nghiên mực rơi dưới đất lên, chờ đặt lên xong xuôi, mới tiến lên trước mài mực cho hắn ta. Trong lòng vẫn luôn suy đoán, rốt cuộc, hôm nay hoàng đế đã tức giận cái gì mà sắc mặt lại khó coi như vậy. Gió lạnh bên ngoài thổi xào xạc, trong ngự thư phòng đã đốt lò sưởi ấm áp như mùa xuân triệu miên trạch nhấc bút viết hết một tờ giấy rồi xé đi rồi lại viết một tờ khác hắn ta cứ viết rồi xé một lúc lâu giấy bỏ đi đã chất thành một núi nhỏ thì dường như hắn ta mới ra được quyết định cuối cùng vội vàng viết rồi gặp lại lấy một cái còi cá chép bằng ngọc tờ ngăn kéo đã khóa bên dưới ngự án đưa cả hai thứ đó cho tiêu ngọc cầm đi bệ hạ đây là... Tiêu Ngọc khó hiểu, nhận lấy cây sáo và mảnh giấy. Người đích thân đi xuống phía nam một chuyến. Triệu Miên Trạch liếc Hà Thừa An một cái, giọng nói trầm xuống không ít. Mệnh lệnh, viết ở trên mảnh giấy này, xem xong thì đốt đi. Trong ngự thư phòng chỉ có ba người, ý của hắn ta là giờ, hắn ta còn chẳng tin nổi Hà Thừa An nữa sao? Tiêu Ngọc căng thẳng tới mức nín thở. Vâng, trong tay y là một cái còi cái chép bằng ngọc, hình dáng rất đơn giản, không khác gì những cái còi khác. Có điều, nhìn thì đơn giản nhưng lại không thể xem thường, càn khôn bên trong. Chẳng qua là người hiểu được nó cực kỳ ít. Chuyện này được coi là một chuyện cơ mật quan trọng của Hoàng đế. Nghiêm trọng hơn nữa là, lực lượng có thể được triệu miên trạch chi phối chỉ nhờ vào một chiếc còi cái chép, cũng không tính là thế lực riêng của hắn ta mà là tâm phúc của Hồng Thầy đế rất lâu trước kia hồng thái đế đã luôn coi triệu miên trạch như người kế tục ông ta để hắn ta tiếp quản lực lượng bí mật này cũng là hợp lẽ những người này ẩn nấp ở các nơi bọn họ mới thật sự là thân vệ và tai mắt của hoàng thái đế ví dụ hắc bì đốt lương thảo của quân bắc phạt mạn bắc ví dụ người vẫn luôn bí mật ẩn nấp bên cạnh trần đại ngưu kia bọn họ đều là cùng một loại rốt cuộc những người này có danh tính thế nào tiêu ngọc không biết nhưng cái coi cá chép bằng ngọc này chính là vật liên lạc tiêu ngọc lần này phải nhờ vào hành động của ngươi triệu miên trạch khẽ nói dường như hơi mệt mỏi nhắm hai mắt lại tiêu ngọc vâng một tiếng nặng trịch nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa tối của hắn ta lòng bàn tay siết chặt cái coi cá chép bằng ngọc đó đã đầy mồ hôi những ngón tay run rẩy cầm tờ giấy viết chữ tấn vương phải chết châm lên ngọn nến hà thừa an tiêu ngọc vừa ra khỏi phòng triệu miên trạch lại mở mắt ra hà thừa an sững sờ vội vàng nở nụ cười bệ hạ có nô tài triệu miên trạch quay đầu nhìn về phía cửa ngự thư phòng bỗng nói truyền lệnh xuống cho lư huy phái thêm ba cấm vệ quân canh chừng phủ ngụy quốc công cho tốt. Đại hôn sắp tới gần, tuyệt đối không thể để thất tiểu thư xảy ra bất cứ sự cố nào. Còn nữa, nói với A Ký, nếu thất tiểu thư có chuyện bất chắc gì, thì y cứ sách đầu tới gặp ta đi. Dạ, bệ hạ, nô tài đi luôn đây. Hà thừa an quý đầu, cúp đuôi ra ngoài, lạnh hết sống lưng. Đây đâu có phải bảo vệ, rõ ràng là giam lỏng. Khí hậu ở Kinh Sư Đại Yến thường là hạ nóng đông lạnh, tiết trời vào tháng chạp đã sang rét đậm, mưa kèm tuyết rơi xuống ngập trắng trời, dài hết con phố dài phủ gạch xanh trước cửa phủ ngụy quốc công. Tuyết chất thành từng đống, lạnh vô cùng. Những ngày gió lớn, tuyết lớn, trời còn chưa tối mà đèn ở góc tường cửa phủ đã sáng rồi. Ánh lửa hắt lên nền sáng lấp lánh, hạ sơ thất bước đi vào trong gió tuyết sương mỏng, tối tăm dẫn theo tinh lam đi qua mái cong của trùng cát, bước qua bậc thềm. nhấc làn váy lên, định bước xuống bậc thềm, thì thấy có vài người đang bước lớn tới, từ đằng sau sư tử đá ướt đầm đìa trước cửa phủ. Dẫn đầu là một tướng quân đội mũ tua đỏ. Thất tiểu thư, người muốn ra khỏi phủ sao? Hạ sơ thất liếc mắt, hai tay đút vào túi giữ ấm trước người. Không trả lời Lưu tướng quân định ngăn ta ra khỏi phủ đấy à? Tiểu tướng quân tuổi đời còn trẻ kia chính là Lưu Huy, người luôn cùng Hồng A Ký, canh giữ ở phủ Ngụy Quốc Công. Vì gần đây, Triệu Miên Trạch phái thêm 3.000 cấm vệ quân qua, nên hai người liền phân công nhau. A Ký canh giữ ở bên trong viện sở tử, Lưu Huy thì dẫn người canh giữ ở vòng ngoài. Lúc này, tuy là Lưu Huy không biết hạ sơ thất làm thế nào thoát khỏi Hồng A Ký để ra ngoài, nhưng dù thế nào thì gã cũng không thể để nàng rời khỏi đây. Mặt tướng không dám. Lưu Huy cung thuận cúi đầu chắp tay, nói xin lỗi với nàng trước rồi mới nghiêm mặt. Chỉ là bệ hạ có lệnh, gần tới đại hôn, kinh sư không chỉ có sứ giả các nước xung quanh tới chúc mừng, mà có đủ hạng người khác tới. Người qua lại trong thành đều rất phức tạp, trộm cướp ngang ngược, bọn xấu hoành hành, Quá kỳ quái Kinh sư mà cũng có trộm cướp Không chờ Lưu Huy nói xong Hạ sơ thất đã cười lạnh Vậy rồi sao? Vì sự an toàn của thất tiểu thư Chưa có chỉ thị của bệ hạ Người không được ra khỏi phủ Lời của gã nói rất hợp tình hợp lý Nhưng hạ sơ thất lại càng cười lạnh hơn Chỉ hơi liếc một cái là có thể thấy Trong khắp các ngóc ngách của phủ ngụy quốc công Đều bố trí không ít binh lực theo mức độ phòng bị thế này, còn đủ đưa người ra chiến trường Nam Cương đánh trận ấy chứ. Làm gì giống phòng trộm cướp chút nào đâu. Xem ra triệu miên trạch đã kiêng rẻ triệu tôn tới mức gần như biến thái rồi. Triệu tôn vẫn còn ở Nam Cương, mà hắn ta đã lo lắng tới mức thế này rồi. Nếu triệu tôn ở Kinh Thành, thì triệu miên trạch sẽ còn thế nào chứ? Có khi nào mang luôn một cái thùng sắt tới để nhốt nàng vào không? Nàng liếc Lưu Huy chân di lên đam tuyết vừa mới rơi xuống đất, không nặng không nhẹ nói. Ta chỉ đi loanh quanh gần đây thôi. Nếu Lưu Tướng Quân không yên tâm, có thể phái người đi theo là được. Mong thất tiểu thư thứ tội, mà tướng không thể kháng lại mệnh lệnh của bệ hạ. Đúng là một tướng quân trung thành với chủ. Ha ha, nếu bổn tiểu thư nhất định muốn ra khỏi phủ thì sao? Ngươi sẽ làm gì? Hạ sơ thất vỗ cái túi giữ ấm tay, liếc nhìn gã trên khuôn mặt nhỏ bị gió tuyết thổi tới lạnh băng xuất hiện một nụ cười hết sức xấu xa ở trong màn tuyết rơi nhìn càng thêm kiêu căng bướng bỉnh chẳng lẽ Lưu Huy tướng quân muốn giết ta sao mặt tướng không dám lại là một câu khách khí hư hạ sơ thất hừ lạnh dám chặn trước mặt còn nói ngươi không dám trong lòng Lưu Huy căng thẳng, không có tâm trí để ý tới nền đất ẩm ướt nữa, lập tức quỳ sụp xuống. "Xin thất tiểu thư đừng làm khó mặt tướng." "Làm khó ngươi thì sao?" Hạ Sơ Thất dựng lông mày. Lưu Huy cắn chặt môi, sau đó rút bội đao bên hông ra, kẻ sát lưỡi đao lên cổ mình, thân hình quỳ dưới đất dựng thẳng lên, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu bất lực mà tướng không dám đắc tội thất tiểu thư cũng không dám kháng lại ý chỉ của bệ hạ chỉ có thể tìm tới cái chết hạ sơ thất hơi hít mắt cách ứng phó thế này dĩ nhiên không phải là lưu huy tự nghĩ ra triệu miên trạch biết tính nàng bướng bỉnh một khi tính bướng bỉnh nổi lên thì e là lưu huy và a ký cũng không đỡ được nên mới dạy bọn họ cách này chứ gì khẽ ha một tiếng hạ sơ thất cúi đầu nhìn gã cười Lấy tính mạng của ngươi để đe dọa ta, không thấy buồn cười sao? Đúng, mặt tướng đáng cười, nhưng chỉ có thể làm như vậy. Gã cắn chặt răng một cái, đào lại ép xuống, cứa vào ra. Hạ sơ thất nhướng mày, đột nhiên tiến lên trước một bước, vung tay lên. Chỉ nghe chát một tiếng, thanh đao trên tay Lưu Huy rơi xuống nền tuyết, mà khuôn mặt xanh sao gầy gò của gã, cũng đã hứng chịu một cái tát thật mạnh của hạ sơ thất nhất thời hắn đỏ lên. Muốn chết thì chết xa một chút, đừng chết trước mặt ta. Cái tát này của hạ sơ thất dùng lực quá mạnh khiến lòng bàn tay nàng cũng tê dại theo. Nói xong, nàng ra sức lắc cổ tay cười lạnh. Còn không tránh ra. Thất tiểu thư. Lưu Huy ôm mặt, ngẩng đầu nhìn nàng sững sờ hạ sơ thất cười hơi cúi đầu lưu tướng quân chắc người cũng hiểu là ông đây ghét nhất bị ai dọa dẫm nói rồi nàng không thèm để ý gì tới gã nữa phật tay áo đi qua lưu huy quýnh lên đứng dậy muốn đuổi theo nàng liền quen ngoắt đầu lại cười thản nhiên còn nữa ngươi đừng tưởng là ta lương thiện người chết hay không thì liên quan gì tới ta chứ cái tát vừa rồi là ta đánh thay cha mẹ ngươi Đừng có hơi một tí là lấy thân để cha mẹ ban cho, để thể hiện sự trung thành, ngu không ai bằng. Thấy nàng cười mỉm mắng người, Lưu Huy cứng đơ tại chỗ, nói không nên lời. Hạ sơ thất hiếp mắt nhìn gã đầy khiêu khích, như muốn nói, xem ngươi làm gì được ta, rồi quay sang nhìn tinh lam. Tiểu tình lang, chúng ta đi. Bộp bộp, lúc này hai tiếng vỗ tay lanh lảnh truyền tới. Ngay sau đó, một chiếc xe ngựa sơn đen chậm rãi đi tới, dừng ngay trước cửa phủ Ngụy Quốc Công. Một khuôn mặt cực kỳ kiều diễm lộ ra sau tấm rèm che, hắn ta gật đầu mỉm cười. Mắt khẽ nhướng, dưới ánh đèn lồng đỏ, trước cửa phủ trông cực kỳ phong lưu, có tư thái nghiêng nước nghiêng thành. Hôm nay, bổn tọa mới được chứng kiến dáng vẻ đùa bỡn uy phong của thất tiểu thư đấy. Hạ sơ thất nhìn hắn ta, hơi hất cằm, Bữa nay đại đô đốc nhàn dỗi quá nhỉ Ra ngoài khoe nhan sắc sao Đã quen với sự tranh chua của nàng rồi Nên Đông Phương Thanh Huyền Chỉ khẽ cười Không đáp lại lời nàng Ánh mắt lại chuyển qua khuôn mặt ngượng ngùng của Lưu Huy giờ tấm thẻ bài đại đô đốc cầm y vệ ra Nhẹ nhàng nói Lưu tướng quân Ta và thất tiểu thư có vài câu muốn nói Muốn rời đi một lát Sau nửa chén trà sẽ đưa về Liệu có thể nề mặt buồn tọa chút không? Mặt Lưu Huy hết xanh lại đỏ, ngửa bên mặt bị hạ sơ thất tát vẫn hơi sưng. Có điều, tuy gã không dám đắc tội Đông Phương Thanh Huyền, nhưng có mệnh lệnh chết của Triệu Miên Trạch, nên cũng không dám tùy tiện thả ra. Đại đô đốc, mặt tướng lập quân lệnh rồi, chưa có thủ dụ của bệ hạ, thật sự không dám làm càn. Khóe môi Đông Phương Thanh Huyền cong lên. Lưu tướng quân đừng lo lắng, sau nửa chén trà, nếu bổn tọa không thể đưa thất tiểu thư trả về chỗ cũ, tự ta sẽ mang đầu đi gặp bệ hạ, tuyệt đối không liên lụy tới tướng quân. chuyện này Lưu Huy vẫn còn do dự. Đông Phương Thanh Huyền không quan tâm tới gã nữa, liếc sang Như Phong đang đứng yên lặng bên cạnh, ánh mắt trầm xuống. đứng ngây ra đó làm gì? còn không mau mời thất tiểu thư lên xe đi tiền trảm hậu tấu luôn là tác phong làm việc của đông phương thanh huyền từ xưa tới nay mà chưa bao giờ quan tâm tới người khác có thoải mái hay không càng là phong cách riêng của hắn ta ở kinh dư hắn ta luôn tự làm theo ý mình bá đạo quen rồi cả người lưu huy cứng nơ tiến không được lùi không xong mà hạ sơ thất cũng không phải là người dễ nói chuyện không cần biết gã đồng ý hay không cũng không chờ như phong tới dìu lập tức cười mỉa rồi leo lên xe của cầm y vệ Gió lớn vẫn ra sức tàn phá nhân gian. Mưa tuyết, răng khắp các đường phố, cảnh tượng vẫn như cũ. Bánh xe lăn trên con phố dài, vòng qua ngã rẽ của góc phố liền dừng lại. Biết hai người bạn họ có chuyện muốn nói, không chờ Đông Phương Thanh Huyền mở miệng dặn dò. Như Phong liền dẫn theo một đám cầm y vệ, lùi ra xa vài trượng. vây lấy chiếc xe ngựa sơn đen, canh chừng nghiêm ngặt. Trong xe yên tĩnh, hai người vẫn không nói gì. Nhưng trong lúc hai người nhìn nhau, mạch nước ngầm bắt đầu tuôn trào. Một lúc lâu sau, hạ sơ thất mở miệng trước, từng câu từng chữ nói ra hết sức kỳ dị. Tiểu mã từ chỗ ngươi bay về, ta sờ vào diều của nó thấy căng phòng, không biết đã ăn bao nhiêu thứ nữa. Ai, cho nó ăn cái kiểu gì mà từ tối qua tới nay vẫn không chịu ăn. Đại đô đốc, rốt cuộc, nó có ăn cái gì thế? Mặt đông phương thanh huyền dịu dàng, hắn ta khẽ hắng giọng rồi cười. Chẳng qua, chỉ là lúa mạch, cỏ xanh, không có gì kỳ quái cả. E là nó nhớ nhà đã lâu nên ăn nhiều một chút. Hạ sơ thất cười lạnh chuyển mắt qua. Ngươi có làm nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ không cảm ơn ngươi, càng sẽ không tha thứ cho ngươi. Lời nói này của nàng nghe có vẻ hơi kỳ quặc. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ chẳng hiểu ra sao. Nhưng Đông Phương Thanh Huyền lại không hề ngạc nhiên. Chỉ hơi buông cánh tay trái để không kia, khẽ cười. Lòng nàng biết, bổn tọa trước giờ chưa bao giờ cần lời cảm ơn của nàng, càng chưa bao giờ cần nàng tha thứ. Hắn hơi trầm ngâm một lát, thấy nàng không nói gì thì tự cười. Khuôn mặt nõn nà, dưới ánh đèn yêu ớt, trên vách xe lấp lánh ánh sáng yêu dã tới quỷ dị. Hắn ta vén dèm xe, nhìn ra bên ngoài, rồi lại bỏ xuống, thấp giọng gần như chỉ có thể nhìn thấy môi mất máy. Chuyện chiếc còi cá chép, ta chỉ biết một mà không biết hai. Rốt cuộc, có những người nào không thể điều tra rõ? Người nói chuyện này với ta là vì muốn được tha tội sao? Được, ta phải nói rằng, chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi. Nỗi hận của ta đối với ngươi không mãnh liệt như trong tưởng tượng. Hạ sơ thất hơi kéo dài giọng sau đó liền mím chặt miệng. Cho dù bên ngoài có cầm y vệ đứng canh, nhưng nàng cũng biết, những lời này nói nhiều rồi sẽ khiến cả hai đều không thoải mái. Yên lặng một lúc, nàng bình thản nhìn Đông Phương Thanh Huyền, không tiếp tục chủ đề bí mật của chiếc còi cá chép nữa, chỉ nói. Hôm nay không phải ngươi đặc biệt tới tìm ta để được nhận lời cảm ơn đây chứ. Nàng nên biết tại sao ta tới đây. Khóe miệng yêu nghiệt của Đông Phương Thanh Huyền khẽ nhếch lên, nhìn như đang cười nhưng lại mang một chút hưu quạnh. Không ai có thể ép nàng vào hoàng thành kia, hoàng đế cũng không được. Cả người hạ sơ thất đơ ra, xiết tay, thong dong nhìn vào mắt hắn ta. Không ai ép ta, là ta tự nguyện. Lẽ nào đại đô đốc chưa từng nghe câu, nhìn vàng khó mua sự tự nguyện của ta hay sao? Hôm nay, nếu ngươi tới để khuyên ta thì không cần đâu. Từ lúc đau tú xuân của ngươi vung về phía con ta, giữa ta và ngươi. Dừng lại chốc lát, nụ cười trên khóe miệng của nàng càng lớn hơn, rồi dần dần trở nên lạnh lẽo. Ngươi và ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Bốn chữ ân đoạn nghĩa tuyệt, nặng nhìn cân. Đông Phương Thanh Huyền sững sờ, như bức tượng đá được điêu khắc trên xe ngựa xa hoa, không động đậy gió bên ngoài cửa sổ xe vẫn đang thổi lạnh ngắt tiếng cờ của cầm y vệ kêu phần phật hoa tuyết bay cũng càng dày hơn phủ một lớp trắng xóa trên mui xe sau sự im ắng lâu như cái chết cổ họng nghẹn cứng của đông phương thanh huyền mới nới lỏng ra hạ sở tâm ý của ta ta nghĩ chắc nàng biết trái tim hạ sơ thớt hơi lạc nhịp sang mặt lập tức dịu đi không Ta không biết. Mắt phượng của Đông Phương Thanh Huyền khẽ cong. Không biết. Vậy ta nói cho nàng biết. Nếu nàng đồng ý rời đi cùng ta, ta sẽ chăm sóc nàng suốt đời suốt kiếp. Suốt đời suốt kiếp ư? Suốt đời suốt kiếp có thể dễ dàng hứa như vậy sao? Hạ sơ thất quen Đông Phương Thanh Huyền đã lâu như vậy. Hai người từng đùa giỡn nhau vô số lần. Nhưng hiếm khi nào, hắn ta lại nghiêm túc nói ra những lời hoang đường như thế này. Rốt cuộc là gió đã làm mờ mắt hắn ta, hay là tuyết đã chạm vào tim hắn ta? Một đại ma đầu, giết người không chớp mắt, mà cũng có thể nhẹ nhàng mà nói ra suốt đời suốt kiếp ư? Những tiếng vó ngựa lộc cộc dội thẳng vào trong lòng nàng. Dường như lại một lần nữa nàng nhìn thấy lá cờ lớn in chữ tấn ở Nam Cương, nhìn thấy đại điều tung vó A thớt, a thớt. Những tiếng gọi ảo giác khiến nàng trao mày lại, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng giữa ngày đông rét đậm. Hoàng cung là trốn người ăn thịt người, nàng đã vào đó một lần rồi, không phải không biết nó nguy hiểm đáng sợ thế nào. Nàng không nghe thấy, cũng không phản ứng lại. Lẽ nào nàng không biết sợ hãi? A sở, quay đầu đi. Đông Phương Thanh Huyền vẫn đang nói. A thất! A thất! Hạ sơ thất không nghe thấy tiếng hắn ta, nhưng có thể nghe thấy triệu tôn đang gọi nàng. Sở thất! Cuối cùng Đông Phương Thanh Huyền cũng vươn tay, túm chặt lấy vai của nàng. Nàng sao vậy? Hoảng hốt bừng tỉnh, hạ sơ thất sợ hãi tới mức cả người toát đầy mồ hôi. Nàng ôm lấy tay, chờ sau khi hiểu được ý của hắn ta, mới khẽ cười. Đại Đô Đốc. Nơi hoàng cung đó ta rất thích. Chờ một chút nàng lại nói. Chẳng phải người ta nói ta có mệnh phượng hay sao? Nếu đã nhất định phải gả làm vợ của Triệu Miên Trạch rồi, vậy ta cứ tuân theo sự sắp đặt của số mệnh thôi. Hôm đó, Đạo Thường Hòa Thượng nói, nàng không phải người của kiếp này thuộc về trạng thái tồn tại bất thường. Nàng vào nhầm không gian, quấn quýt không rõ ràng với triệu tôn dẫn tới đế tinh tranh đoạt thiên hạ đại loạn là nghịch thế đạo thường muốn nàng từ bỏ nhiệt duyên với triệu tôn thì mới được bình an nhưng nàng không tín tà đạo thường lại nói với triệu tôn rằng con sống mẹ chết kết quả nàng vẫn cố chấp không tin số mệnh cuối cùng nàng không chết mà cái mệnh của nàng cứng tới mức khắc chết luôn tiểu thập cửu hôm qua Tiểu mã ra ngoài vận động đôi cánh bị Đông Phương Thanh Huyền gọi tới, còn mang tin tức về trước còi cá chép khiến nàng thật sự sợ hãi. Nàng không dám nghĩ tới liệu Triệu Tôn sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào, liệu có kết thúc nghiệp duyên của nàng lần nữa không. Nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ tất cả thật sự là số mệnh. Đại hôn sắp tới gần, Triệu Tôn ở chiến trường không về kịp được, còn vào lúc này cơ thể nàng cũng bắt đầu trở nên rất yếu. Những ngày ở viện sở từ, nàng suy nghĩ rất nhiều về lời của đạo thường, đốn nhiên hiểu ra rồi. Mệnh phượng kia của nàng là mệnh phượng cùng với triệu miên trạch, nhưng triệu tôn lại vì nàng mà muốn thay trời đổi đất. Đây vốn là chuyện nghịch với đạo trời. Nếu thiên hạ đại loạn, sinh linh rơi vào cảnh lầm than, nàng chính là một tai họa. Để xảy ra chuyện của tiểu thập cửu nàng không dám tiếp tục dùng triệu tôn để tranh đoạt đúng sai với số mệnh nữa. Nàng đã hại con gái, không thể tiếp tục hại triệu tôn. Nếu hai người bạn họ chỉ là một đoạn nghiệt duyên, vậy thì tốt nhất không nên tiếp tục là được. Sống chết buồn vui của nàng, thù hận báo thù của nàng, từ đây sẽ không để cho triệu tôn gánh vác thay nàng nữa. Nhìn nàng chìm sâu vào suy nghĩ, khóe mắt ửng đỏ, đông phương thanh huyền hít mắt, liếc nhìn nàng rồi cười khẽ. Nếu vậy, hôm nay ta đã phí công tới đây sao? Hạ sơ thất nhìn miệng hắn ta, ném chua xót khổ sở vào trong lòng cười. Đại đô đốc, ta hơi tò mò. Nếu như ngươi không muốn phí công, vậy thì ngươi định làm gì chứ? nói tới đây, không chờ Đông Phương Thanh Huyền trả lời, ánh mắt của nàng dịch chuyển, nhìn xuyên qua tấm rèm, ngắm những cửa hàng san sát, từ đầu phố tới cuối phố nhìn ánh đèn đuốc rực rỡ trốn đô thành phồn hoa lạnh lùng nói nước này là nước của hoàng đế thành này là thành của hoàng đế người ở bên trong cho dù dưới một người trên vạn người cũng không thể chống lại được hoàng quyền giống như người nhẫn tâm giết chết tiểu thập cửu của ta vậy ta đông phương thanh huyền buột mồm nói ra một từ dường như muốn nói gì đó giải thích gì đó nhưng còn chưa nói ra lời, đã lại nuốt ngược trở vào. Nếu vào khoảnh khắc này, ánh mắt hạ sơ thất không nhìn ra phía cửa xe thì nàng sẽ nhìn thấy biểu cảm của Đông Phương Thanh Huyền. Nhưng quỷ thần say khiến thế nào mà nàng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy giọng nói khẩn thiết của hắn ta. Khóe môi nàng cong lên, chậm rãi nặn ra một nụ cười mỉm. Nếu thế giới này không dung nạp được ta, vậy ta sẽ làm loạn thế giới này. Một phụ nữ như nàng, sao lại có nhiều suy nghĩ cổ quái hiếm thấy như vậy chứ? Đông Phương Thanh Huyền không hiểu được, thế giới này không dung nạp được ta là ý gì? Hắn quay vai nàng để nàng đối diện với mình. Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ có cách rời đi, chúng ta sẽ đi thật xa, mệnh phượng quái quỷ gì đó, nghịch thế gì đó, thiên đạo gì đó, sẽ không liên quan tới nàng nữa. Nàng bình thản nhìn hắn ta, mặt u ám, không nói lời nào. Đông Phương Thanh Huyền cay đắng nói. Trừ phi, nàng hận ta. Hạ dơ thất nắm chặt tay, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay. Đúng vậy, ta hận. Thấy con ngươi Đông Phương Thanh Huyền co lại, nàng lại nhoèn miệng cười. Ta hận, không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi. Ha ha, hận đi. Có điều, tuy nàng hận ta, ta cũng phải nói với nàng. Đông Phương Thanh Huyền không nhìn nàng nữa. Trong đôi mắt Phượng Diễm Lệ như có một đám tuyết trắng bên ngoài cửa xe. Vẫn yêu dã nhưng không có nửa phần nhàn nhã thong dong của trước kia. Hôm nay, ta nhận được tin báo, người của Triệu Miên Trạch đã bí mật đi xuống phía nam. Bọn họ mang theo mật lệnh. Lần này, Triệu Tôn không về được nữa rồi, vì không ai biết được Người nhận lệnh coi cá chép, rốt cuộc sẽ là ai? Gã có thể là người của Triệu Tôn, thậm chí cũng có thể rất thân thiết với hắn, là huynh đệ mà hắn tín nhiệm. Nàng không biết sự lợi hại của coi cá chép đâu. Khi những người này chưa nhận được lệnh, họ sẽ hoàn toàn trung thành với chủ tử của mình. Nhận được lệnh rồi thì lại mưu sát không hề do dự. Hạ sơ thất nhìn miệng hắn ta, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ tới hắc bì đó là huynh đệ mà nàng đã từng rất tín nhiệm là vị huynh đệ luôn hát cho mọi người nghe chiều hôm đó bọn họ còn cùng nhau đào chiến hào từ tối hắc bì đã châm lửa đốt lương thảo bên cạnh triệu tôn chắc cũng có một hắc bì như thế nhỉ xem ra hôm qua nàng còn tránh cả giáp nhất là lựa chọn đúng đắn đồng tử hơi co lại móng tay đâm vào da thịt khiến nàng đau đớn mà bừng tỉnh lại nếu hắn chết vậy đó là số mệnh của hắn hạ sơ thất cố gắng bình tĩnh không để giọng của mình lộ ra một chút xíu lo lắng nào con người đều sẽ phải chết hắn sẽ chết ta cũng sẽ chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi tóm lại nếu hắn chết ta sẽ báo thù cho hắn không để hắn bị thiệt đông phương thanh huyền cười một tiếng cong môi tay áo rộng màu đỏ khẽ phất nếu hắn không chết thì sao Đến lúc đó nàng đã gả cho người khác Hắn biết làm sao bây giờ Hạ sơ thất Quay đi theo bản năng Không nhìn Đông Phương Thanh Huyền nữa Nếu hắn không chết Vậy cũng sẽ tới Bắc Bình xa xôi Cùng ô nhân công chúa Sống tới bạc đầu Không chờ nữa ư Hắn ta cười Không chờ nữa Nàng thật sự nỡ ư Có nỡ mới có được nàng vì hắn như vậy có đáng không có đáng không hạ sơ thất nghẹn lại không nói nên lời nghĩ tới việc từ giờ sẽ không có bất cứ quan hệ gì với triệu tôn nữa từ giờ hắn chỉ có thể thuộc về người phụ nữ khác đánh cờ chăn ngựa với người phụ nữ khác uống rượu dưới trăng với người phụ nữ khác ngủ rồi sinh con với người phụ nữ khác sẽ săn trồn làm áo cho người phụ nữ khác chuẩn bị giày theo cho người phụ nữ khác còn cần nàng sẽ không thể không tươi cười mà lựa ý hùa theo người đàn ông khác. Đầu đá với tam cung lục viện vô cùng tận của hắn ta, sống cuộc sống không có tự do mà nàng căm ghét nhất. Trong lòng nàng như bị một sợi dây mỏng quấn chặt, quấn một vòng, đau một phần. Quấn tiếp vòng nữa lại đau thêm lần nữa, cho tới khi môi nàng run lên. Hết chương 741